Kính chào các đại ca. Ngày nay thì với cái việc là có quá nhiều môi giới, người người nhà nhà làm môi giới, dẫn đến cái việc là để mà chúng ta có được một khách hàng, nó trở nên đắt đỏ và khó khăn hơn. Với cái việc sốt đất thì đồng ý là có nhiều người đi mua bất động sản. Tuy nhiên vì cái người mua nó lại không đông bằng môi giới, nên là cái việc chúng ta bỏ tiền ra quảng cáo. Trước đây các bạn có thể bỏ 500 nghìn, 1 triệu là chúng ta đã có khá nhiều khách hàng rồi. Nhưng ngày nay đôi khi chúng ta bỏ 2, 3, 4, 5 triệu ra, khách hàng vẫn không thấy đâu cả. Vì cạnh tranh xuất hiện trên thị trường, cạnh tranh để chúng ta xuất hiện trước mặt khách hàng, cái chi phí nó trở nên tăng hơn rất là nhiều. Và cái tin của chúng ta bỏ tin viết chúng ta đăng, thậm chí là tin viết cũng có rất ít khách hàng. Đó. Thế thì cái vấn đề ở đây nữa là khi chúng ta có được khách hàng rồi, cái tình trạng mà khách hàng hứng hờ, khách hàng không nhiệt tình, khách hàng không tin tưởng, nó cũng xảy ra rất nhiều. Vì qua môi giới nhiều, cạnh tranh nhau nhiều, khó khăn để có khách hàng, nên ngoài kia có rất nhiều đại ca môi giới dùng những cái thủ đoạn để làm thế nào để đánh lừa khách hàng với cái mục đích là chỉ cần lấy được số điện thoại thôi. Ví dụ họ đăng những cái tin không có thật, đăng những cái căn mà rất là rẻ, đăng những cái căn mà ở những cái nơi mà nó rất là hiếm nhà, rồi thì thậm chí họ bịa ra những cái bất động sản, họ đăng ghi là địa chỉ rất là có địa chỉ rõ ràng, nhưng thực tế thì nó lại không có. Mục đích cuối cùng là làm thế nào để có được số điện thoại của khách hàng. Chính vì vậy, khách hàng ngày nay họ không tin tưởng môi giới nữa, và thường họ gọi điện cho môi giới với cái tâm trạng nghi ngờ. Và nếu như mà môi giới trả lời lỗi một hai câu hoặc là có cái điều gì đó nó không chân thành, là ngay lập tức là họ đã khẳng định rằng môi giới này là đểu, môi giới này là lươn khươn, và họ có thể từ chối không tiếp tục chia sẻ cái nhu cầu của họ hoặc là từ chối đi xem bất động sản. Nên là để các bạn tồn tại được với nghề môi giới bất động sản ngày nay với những cái kênh marketing thông thường, thì thứ nhất là các bạn tốn nhiều chi phí hơn, thứ hai là cái độ yêu quý, sự tin tưởng của khách hàng đối với các bạn nó đang giảm đi rất nhiều. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được khách hàng một cách nhiều hơn này, rẻ hơn này, rồi có được sự tin tưởng, yêu quý của khách hàng nhiều hơn? Thì kính bẩm các đại ca, ngày nay có một cái kênh mà nếu như các đại ca nào muốn phát triển sự nghiệp môi giới của mình một cách bền vững, lâu dài, thì các đại ca phải làm cho mình một kênh về kênh YouTube bất động sản. Nhắc lại các đại ca là làm kênh YouTube bất động sản. Thực ra nếu như các đại ca chưa làm thì các đại ca nghĩ rằng làm một kênh YouTube rất là khó, vì nó là video. Chúng ta đăng một cái tin bằng chữ lên thì nó rất là nhanh, có khi chỉ 2 phút là xong. Nhưng để ra một cái video thì đối với nhiều người nó có thể mất cả một buổi, thậm chí cả một ngày mới ra được một cái video đó. Tuy nhiên nếu như các bạn làm thành thục rồi, các bạn làm quen rồi, sau 3 tháng, sau 6 tháng thì đôi khi các bạn chỉ mất nửa tiếng hoặc một tiếng là các bạn đã có một video rồi. Đó. Cái vấn đề ở đây là lúc đầu nó sẽ khó khăn, lúc đầu nó sẽ cần sự kiên trì và nỗ lực rất nhiều. Nhưng nếu chỉ các bạn chịu khó và nghĩ đến việc, tư duy đến việc là chúng ta gieo trồng một cái tương lai cho mình, thì lúc đó chúng ta sẽ có đủ quyết tâm, đủ nghị lực để chúng ta xây dựng cho mình một kênh YouTube. Tại sao kênh YouTube nó lại vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ, vừa chất lượng? Vì như thế này, việc chúng ta bỏ tiền vào các trang quảng cáo thì nó giống như việc là chúng ta kinh doanh theo kiểu là hái lượng. Chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta được 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Và sau 1, 2 tháng đó thì tin của chúng ta lại sẽ mất đi, và khách hàng họ không nhìn thấy nữa. Đó. Và chúng ta còn bỏ tiền thì còn có người xem, còn dừng trả tiền là không có người xem nữa. Đó. Nhưng ở kênh YouTube là gì? Là khi chúng ta đăng một cái video lên thì video nó sẽ còn mãi cho chúng ta. Có thể là tháng này họ xem, tháng sau họ vẫn xem, năm sau họ vẫn xem, mà năm sau nữa họ vẫn xem. Cái nguồn khách hàng nó sẽ đến rất nhiều, liên tục cho chúng ta, chỉ cần thông tin của chúng ta chất lượng. Và cái thứ hai nữa là gì? Là chủ chúng ta là video, là hình ảnh thực tế, nên khi khách hàng họ xem,
họ có độ tin cậy hơn. Cái thứ hai nữa là gì? Họ có thể xem nhiều video của chúng ta, họ từ đó họ thấy được rằng cái trình độ của bạn, cái thông tin của bạn, cái con người của bạn có uy tín hay không. Và nếu như họ xem nhiều video của bạn, bạn gì họ bạn có cơ hội để giới thiệu cái hình ảnh, giới thiệu cái chất lượng của các bạn đến với khách hàng. Và khi họ xem nhiều, họ thành fan của bạn rồi, họ thích phong cách của bạn rồi, thì lúc đó họ rất tin tưởng bạn. Anh em hình dung không? Và khi họ tin tưởng bạn rồi, thì bản thân tôi có kênh YouTube bán bất động sản, tôi biết là khi khách hàng gọi điện đến, họ chỉ thích cái người này thôi, thậm chí người khác tư vấn họ vẫn không thích, họ chỉ thích mỗi cái cậu ở trên video này thôi. Đấy là khách hàng vô cùng chất lượng. Điều gì sẽ xảy ra khi mà khách hàng chỉ yêu quý mỗi mình bạn thôi? Lúc đấy bạn tư vấn cho họ rất là dễ dàng luôn nhá. Họ không còn cái thái độ nghi ngờ nữa, vì họ nghe giọng của bạn quen rồi, nhìn hình ảnh của bạn quen rồi, họ yêu quý bạn rồi. Cái trò mà đã yêu quý rồi thì rất dễ là tin tưởng, đúng không? Cái thứ hai nữa là gì? Là cái video đó tồn tại nhiều năm nhiều tháng, khách hàng vẫn cứ xem, vẫn cứ đến với bạn mặc dù là cái tin đó đã rất lâu rồi. Còn nếu các bạn đăng tin ở trên trang quảng cáo, trên các trang giao vặt bất động sản, hết tiền là mất thôi, anh em mình đúng không? Và hàng triệu 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 tin nó cứ trôi đi. Còn video của bạn hay thì YouTube nó liên tục nó đề xuất, nó cho lên đầu và người ta vẫn cứ xem được bạn, vẫn cứ thích bạn, vẫn cứ gọi điện đến cho bạn hàng ngày. Và chúng ta đăng một cái video lên không có nghĩa là gì, nó không còn tác dụng nữa, đúng không? Và đăng một cái video là gì? Là nó làm miễn phí, không mất một đồng nào cả. Thay vì chúng ta mất 5 phút chúng ta ngồi đăng tin, đằng này chúng ta mất 30 phút, 50 phút chúng ta có một cái video. Nhưng ở đây chúng ta kinh doanh theo phong cách là gì? Là gieo trồng. Giống như chúng ta thả một hạt nhãn xuống đất, chúng ta chăm bón, tưới nước cho nó. Và nhiều năm, nhiều tháng sau, nó sẽ cho ta hàng trăm cân nhãn chúng ta ăn hàng ngày. Trăm cân nhãn hàng năm. Ví dụ như vậy, hàng tấn nhãn hàng năm chẳng hạn. Nhưng còn nếu chúng ta tư duy hái lượng, chúng ta ngắn ngày, ví dụ như chúng ta trồng lúa chẳng hạn, thì năm nào chúng ta cũng phải trồng lúa, chúng ta trồng ngô, rồi hết chúng ta lại phải trồng mới, chúng ta cứ phải đi hái, hoặc là chúng ta vào rừng chúng ta hái, hết là nhị thôi. Còn chúng ta gieo trồng thì nó sẽ liên tục đơm hoa kết trái cho chúng ta. Đấy, chúng ta muốn thành công với sự nghiệp của mình thì anh em nhớ là phải có tư duy gieo trồng nha. Và kênh YouTube nó là kênh tuyệt vời nhất, rẻ nhất, ổn định nhất và chất lượng nhất. Khách hàng sẽ gọi điện để cho chúng ta. Và nếu như anh em nào muốn học làm kênh YouTube bất động sản thì tớ cũng không không phải là người xuất sắc đâu, nhưng mà tớ đủ kiến thức để chia sẻ cho anh em làm sao để có được một kênh bất động sản quảng cáo marketing để tìm kiếm khách hàng một cách ngon bổ rẻ. Anh em nào muốn đăng ký học thì comment xuống dưới nhá. Và xác định rằng nếu các bạn muốn tồn tại với nghề, bắt buộc các bạn phải có kênh YouTube, vì với kênh YouTube các bạn có thể lan tỏa đến cho khách hàng toàn quốc, thậm chí cả gì toàn thế giới. Anh em nhớ là như vậy, và chúc cho anh em sớm sở hữu cho mình một kênh YouTube để có khách hàng một cách gì vừa chất lượng này, vừa rẻ lại vừa nhiều. Rồi, cảm ơn anh chị em và nhớ đăng ký kênh. Anh em chị em nào muốn học kênh YouTube comment số điện thoại xuống đây nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các đại ca trong video sau.